Ngọc Lâm xin chào tất cả quý vị và mọi người đang xem. Và lời đầu tiên tôi muốn nói thì chúc cho mọi người xem video một ngày đầy may mắn và đầy tiền tài, thịnh vượng và đầy hạnh phúc trong công việc của mình, lẫn làm công việc làm ăn. Mọi người nào chưa đăng ký kênh thì nhấn vào nút chuông để mà theo dõi kênh, không bỏ lỡ những video khác khi mà đăng tải lên. Người nào đã đăng ký thì thôi, thì còn người nào mà chưa đăng ký thì nên đăng ký ở dưới để mà theo dõi kênh và cũng gọi là ủng hộ kênh để mà theo dõi. Thì hôm nay tôi sẽ xem cho hai tuổi này, một cặp đôi này thì vợ thì tuổi Bính Tý, chồng tuổi Tân Tân Mùi. Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi, thì cặp đôi này ở đời với nhau có đặng khé tốt hay là trung bình hay là bằng tiện, và trong đời sống ra sao, vật dụng trong nhà ra sao, con cái ra sao, và làm ăn có thịnh vượng hay không. Đây là rất là quan trọng cho quý vị, khi mà biết mình là tuổi Bính Tý và chồng tuổi Tân Mùi, thì trong cuộc đời quan trọng nhất là vợ chồng có hợp hay không. Nếu mà sống chung thì hợp sẽ làm ăn phát triển thịnh vượng, làm ăn sẽ may mắn phất lên và giàu có. Còn nếu mà hai tuổi mà không hợp, không thuận lợi, không giàu sang phú quý thì bất lợi. Nếu mà kết hôn với nhau thì sẽ bằng tiện, làm ăn không yên ổn, bệnh đau triền miên, và dẫn đến vợ chồng nghèo nàn. Thì nói chung thì coi vợ chồng rất là quan trọng cho quý vị. Và hôm nay tôi sẽ xem cho tuổi vợ thì Bính Tý, còn chồng thì tuổi Tân Mùi, chồng lớn hơn vợ 5 tuổi, ở đời ra sao. Thì chồng mà lớn hơn vợ 5 tuổi, thì chồng tuổi Tân Mùi, vợ tuổi Bính Tý thì ở đời với nhau đặng tốt. Đầu tiên là đặng tốt là rất là quý cho cặp đôi này. Đặng tốt ở đây là gặp số nhất phú quý. Nhất phú quý là nhất, nhất là giàu sang đó. Nhất phú quý là giàu sang, rất là giàu sang. Và vợ chồng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen, qua hạn mới dễ làm ăn. Cảnh vợ chồng này nếu mà kết đôi với nhau, tuổi Bính Tý và tuổi Tân Mùi, qua nhiều phen, rất nhiều nhiều qua nhiều phen, làm ăn hao hụt và chịu cảnh thành bại một phen, nhiều phen, thì sẽ sau này sẽ làm ăn mới thịnh vượng. Và buổi ban đầu không đặng phát đạt cho lắm, và hào tài thì bình thường, hào con thì đông đủ, rất là đông con, từ ba bốn con. Nếu mà ai mà muốn để nhiều thì từ ba bốn con. Vật dụng trong nhà thường thường dùng, và tánh người vợ chân hay đi. Tánh người vợ tuổi Bính Tý rất là hay đi, đi giao thiệp, đi vào việc làm ăn, nên tuổi Bính Tý nó rất là nhanh nhẹn về chuyện đó. Tay tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tuy nhanh nhẹn nhưng mà làm ra có tiền, nhưng cũng hay hao phá tài, hao phá tài sản của mình. Tánh lạnh lạnh lòng, tánh rất là lạnh lòng,
bản thân có tiểu tập. Lời nói hay thắc mắc một tí, đó là nói về vợ Bính Tý. Lời nói hay thắc mắc, hay thắc mắc những người khác á. Tánh tình vợ chồng thì không đặng hòa hợp cho lắm, nhưng mà ở với nhau làm ăn sẽ ấm no. Tánh tình một không hòa hợp một tí, và tánh tình chứ mà về cái tuổi tác và cái việc làm ăn, cái tuổi tác á, thì nó sẽ xung hợp, nó sẽ hợp với nhau. Còn cái tánh tình thì nó hơi nó cũng hơi là nó không không hòa hợp một tí thôi, không có chi đáng kể lắm. Thì nói chung thì cảnh đôi vợ chồng này thì nên nhẫn nhịn một tí, thì sẽ làm nên sự nghiệp, làm nơi tiền tài, làm nên công việc của mình, làm ăn phát đạt. Và tuổi Bính Tý này rất là vợ tuổi Bính Tý này rất là nhanh nhẹn và việc làm ăn, nhưng mà cũng có hơi hao phế tài một tí. Nhưng mà và cái tuổi Tân Tân Mùi và Bính Tý này, cảnh vợ chồng này rất là có tiền, làm ăn rất có tiền và được giàu sang phú quý. Và hậu sau thì và trung vận trở lên thì sẽ được giàu sang phú quý. Tiền thì tiền nhà rất là đầy đủ, công việc thì công việc làm thì ổn định. Thì nói chung ở đây thì cảnh vợ chồng này với rất là đặng tốt và nên chung la, và hào tài thì có phần luân chuyển một tí. Buổi đầu thì hào tài thì có luân chuyển, về sau thì sẽ làm ăn thịnh vượng, giàu sang phú quý. Buổi đầu thì nó cái hao hao tài tốn của. Đây là buổi đầu và nên chịu một phen nhiều phen, không phải một phen nhiều phen, và cái sự làm ăn hay thất bại, nhưng mà về sau thì sẽ đặng lên công việc của mình. Nói chung thì hai tuổi này thì nếu ưng với nhau thì rất là đặng tốt. Và hai tuổi này thì nhất phú quý mà, nhất phú quý là giàu sang phú quý. Đấy, không chi đáng kể gì cả. Thì quý vị nào, anh bạn nào hoặc chị tuổi Bính Tý nào thì nên kết đôi hôn nhân để mà trăm năm hạnh phúc bằng bạc đầu dân long. Thì chúc cho hai cặp đôi này được may mắn và được thịnh vượng, làm ăn phát đạt trong công việc của mình. Xin chào tất cả mọi người đang xem video này.